Trận này thì tem tem bạn đầu game này ép hơi căng tí mọi người ạ. Phần này thì tôi đang ăn con quái, như quái nhỏ nên thì sang đây ăn lên level 3 này, nhưng mà đến đây là bị ganh. Không phải bị ganh mà bị ấy, cướp rừng. Cướp rừng thì may thì có kim một tôi lướt đi, mà phần này cứ ăn máu cứ tính đi về cơ. Nói chung là phải mấy giây để loát đã. Đấy, tính đi về cơ, nhưng mà thôi lại nghĩ lại nên ra đây farm quái. Đây ra đây farm quái thì tưởng là bên kia nãy nó cướp bên kia nó xong rồi, mà thấy nhìn nó ra mít kia thì đoán chắc là gì tí nó cũng ra bên bùa này. Tôi chỉ đoán mang máng thế thôi, nhưng mà ai ngờ đúng thật. Đấy, vừa đây là bắt đầu bổ ra cái này. Tức đầu tưởng mỗi con top nó, nhưng mà không, cả ba người luôn, tôi chưa tính về đâu. Tôi đợi lúc này nghĩ là đang đợi trừng trị con quái mà không bị tu len giật rồi. Gọi là tôi đang nằm chơi đấy, nhưng mà sau cái pha này cướp bùa này kia thì tôi bắt đầu tôi ngồi dậy để chơi nghiêm túc, tôi không nhây nữa. Nhưng mà đấy, pha này đang ăn lên level 4 này, nhưng mà tu len ra nó nhả cái rồi nó lên level 4 rồi. Tôi ra tôi bổ cái mà không ngờ nó lướt đi. Hảo hán là chứ. Bắt đầu đánh nghiêm túc này, không nhây nữa này. Bị cướp bùa nhiều quá rồi, một bổ tiếp. Bắt chứ, kể cả vào trong trụ tôi vẫn băng mà. Một khi mà tôi đã nghiêm túc, tôi bắt đầu tôi ôm farm này kia rồi là có vào trong trụ thì tôi vẫn bắt thôi. Đấy, pha này ăn được, tôi băng luôn, tôi bắt luôn tu len này, tiếp. Rồi, pha này nó chỉ cất được 2 thôi, xong rồi không được chip, không được chip. Nằm xuống là con kia đam to quá. Đấy, tôi thích nhất cái kiểu này nhá. AD tem bạn đỡ trụ của tôi băng, tôi băng bounty, tôi đuổi đến trụ 1 luôn. Toàn tít trong nhà ấy, còn bay còn xa hơn cả Florentino cơ. Hôm nay pha này là bắt ấy, mà bắt top cho bạn. Bắt top cho bạn. Ông này chạy cũng được đấy, nhưng mà ông này rất rất tiếc là ông này muốn tích nội tại ở đây cơ, nhưng mà không được, mình ra mình bổ ra cái xong rồi mình quẹt thôi. Đam mình to hơn nhiều, mình vừa lên được cái thương lại mấy cái kia nữa, chỉ bị lên nanh thì lên đam to. Pha này thắng rồi, win rồi đấy.